phần tính tổng hợp kinh phí của cả công trình. Hiện nay chúng ta đã có một công trình và chúng ta muốn chuyển sang tính phần tổng hợp kinh phí thì chúng ta bấm vào sheet tổng hợp kinh phí ở đây. Bảng tổng kinh phí của chương trình được tính là một bảng bao gồm tất cả các chi phí, gồm có chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn xây dựng, các chi phí khác và chi phí dự phòng. Bảng tổng kinh phí của công trình thì được hiểu hơi khác một chút so với cả bảng tổng kinh phí từng hạng mục 1. Bảng tổng kinh phí từng hạng mục 1 thì là tính tổng kinh phí cho riêng từng hạng mục thế, mà không tính các chi phí khác như là chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí khác vân vân. Thế còn bảng tổng hợp kinh phí ở đây thì được tính gồm có các chi phí dựng ở trong bảng tổng kinh phí từng hạng mục 1 và các chi phí như chi phí quản lý, chi phí tư vấn, chi phí khác và chi phí dự phòng vân vân. Hiện nay thì phần mềm dự toán G8 đã theo sát thông tư mới nhất của Bộ Xây dựng, đó là thông tư 05/2007 và định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn xây dựng số 1751/2007 ra ngày 14/8/2007. Về mặc định thì chương trình sẽ tính theo cái công văn số 1751/2007 là cái mới nhất của Bộ Xây dựng ban hành. Ở đây chương trình sẽ tự động tính dựa theo cái chi phí xây dựng trước thuế, chi phí xây dựng sau thuế, chi phí xây dựng trước thuế của công trình, chi phí thiết bị để tự động nội suy ra các chi phí khác như là chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn, chi phí thiết kế thẩm định hoặc là lập báo cáo kinh tế kỹ thuật vân vân. Để minh chứng điều đó, chúng ta thử nghiệm hiện nay đang dùng định mức 1751/2007 và để thay đổi thông tin về công trình thì chúng ta phải bấm vào thông tin về công trình hoặc vào menu công trình, thông tin chung về công trình để đổi các thông số của nó. Ví dụ hiện nay chúng ta đang lựa chọn là công trình là loại công nghiệp và thiết kế 3 bước và loại cấp công trình là cấp 2. Với loại công trình và loại thiết kế như thế này thì chúng ta nhìn trước mắt là chúng ta nhìn thấy chi phí quản lý dự án là 2,426%, chi phí thiết kế xây dựng là 1,99%. Bây giờ chúng ta thử đổi công trình này về công trình dân dụng xem thế nào. Và chúng ta đã thấy rõ hiện lúc nãy chi phí thiết kế là 1,99% và bây giờ đã đổi thành 2,36%. Tương tự như vậy, chi phí quản lý dự án cũng đã thay đổi thành 2,304%. Các chi phí khác cũng được tự động nội suy tùy theo cái định mức chi phí mà chúng ta đang chọn là 1751 hay là 1011/2005. Ngoài các chi phí mà được quy định trong định mức chi phí tư vấn và quản lý dự án của Bộ Xây dựng ban hành thì người dùng trong một số trường hợp là có một số cái công trình mà nó có những các cái chi phí phát sinh và người dùng có thể là chỉnh sửa cái mẫu tổng hợp kinh phí bằng cách là bấm vào sửa mẫu tổng hợp kinh phí ở đây hoặc là vào menu công cụ chỉnh sửa mẫu tổng hợp kinh phí ở đây. Nhưng có lẽ cách đơn giản nhất là chúng ta bấm vào nút mẫu sửa mẫu tổng hợp kinh phí ở đây. Chương trình sẽ tự động mở cái mẫu tổng hợp kinh phí, chính là một file Excel có tên là mẫu tổng hợp kinh phí.excel và chúng ta có thể sửa bắt đầu từ đây cho đến hết bảng. Giả sử như bây giờ chúng ta chèn thêm một chi phí ở đây, chi phí tư vấn hiện nay là có 9 chi phí, bây giờ chúng ta thêm một chi phí khác nữa vào đây, chúng ta insert một cái dòng vào. Chúng ta đặt đây là 4.11 chẳng hạn. Chi phí khác. Chi phí chi phí mới thêm. Bằng chi phí trước thuế ở đây thì bằng là chi phí xây dựng nhân với cả 12%. Thế còn thuế VAT thì bằng là chi phí trước thuế nhân với cả 10%.
chúng ta đóng cái cửa sổ ở Excel chính là cửa sổ chỉnh sửa cái mẫu lại. Và bây giờ chúng ta kiểm tra các cái chi phí bình thường như là chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, tư vấn thì vẫn còn như bình thường, nhưng mà chúng ta đã có cái chi phí số 411 là chi phí mới thêm vào. Bây giờ chúng ta kiểm tra công thức của nó. Hiện nay chúng ta bấm vào đây thì công thức hiện ra là C6 nhân 12%, thì C6 ở đây chính là cái chi phí xây dựng công trình chính phụ trợ và trước thuế. Còn 6% là 12% là chúng ta vừa nhập vào. Thế còn cái ô này thì bằng là C20 nhân 10%. 10% là lúc đầu chúng ta chỉnh sửa mẫu là đặt 10% là thuế VAT. Thế còn C20 công thức đây thì C20 chính là đây. Muốn cái thể hiện cái chi phí này với một cái phông chữ khác để mà nhấn mạnh hay để muốn cho có sự khác biệt với các chi phí này chẳng hạn, thì chúng ta có thể chỉnh sửa cái mẫu tổng hợp kinh phí này. Ở đây chúng ta chi phí mới thêm vào, chúng ta đặt cái phông khác, chúng ta chọn cái phông nó khác hẳn đi, và chúng ta cho thêm béo bê, bâu và chúng ta để thẳng chứ không nghiêng nữa. Ở đây có một cái phi lý là lúc đầu thì cái chi phí tư vấn này là chỉ có từ 41 mà đến 49, nhưng hiện nay thêm một cái nữa là chi phí mới thêm vào thì chúng ta phải chỉnh sửa lại luôn cả cái tổng của chi phí tư vấn. Hiện nay tổng mới đang từ là 11 đến 19 đây, thì nó chưa có cái này, vậy chúng ta đổi lại chỗ này thành ta đóng lại. Bây giờ chúng ta để ý về mặt hình thức thì cái phông chữ mà chúng ta đã sửa cho cái chi phí mới thêm vào đã được sửa đổi. Cái thứ hai nữa, cái chi phí tư vấn xây dựng ở đây, cái cột này đã được xăm từ E11 tới E20, và E11 là đây, E11 từ đây và tới E20 là tận số này. Đấy. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có một số các chi phí khác nữa, chúng ta có thể chèn một vị trí bất kỳ trong mẫu, và chương trình sẽ lưu lại cái mẫu này để cho chúng ta có thể là sử dụng sau này với các công trình khác. Một cái yếu tố nữa là có một số số người sẽ quan tâm là sau khi tôi sửa cái mẫu này rồi thì tôi không biết là tôi quay trở về cái mẫu cũ như thế nào, thì có một số cách, ba cách như sau. Cách thứ nhất là chúng ta bấm vào sửa mẫu tổng kinh phí để chúng ta xóa đi những cái mẫu này, những cái chi phí này. Nhưng tuy nhiên thì một số ý kiến cho rằng là tại thời điểm mà tôi đã sửa rất rất nhiều thứ rồi thì tôi không nhớ được cái mẫu ban đầu là như thế nào. Thì có cách thứ hai là chúng ta lấy đĩa CD mà nhà cung cấp đã cung cấp cho chúng ta, sau đó chúng ta chạy phần cập nhật, thì những cái mẫu về tổng hợp kinh phí hoặc các mẫu khác mà chuẩn của công ty ban hành sẽ được cập nhật vào cho chúng ta. Cách thứ ba là cách đơn giản nhất, là chúng ta tạm thời minimize cái phần mềm dự toán lại. Thì sau đó chúng ta vào My Computer, chúng ta vào ổ C hoặc là ổ D, cái nơi mà chứa cái bộ cài chứa chứa cái bộ đã được cài đặt của dự toán G8. Thì khi mà bộ cài được cài đặt thì chúng ta có một cái thư mục dự phòng. Sau đó chúng ta chọn Yes, và trong trường hợp này thì sau khi chúng ta đóng cái này lại và chúng ta chuyển sang đây và chúng ta chọn lại cái thông tư này, thì nếu như đúng đấy, chúng ta đã ghi đè đấy, thì các chi phí này sẽ mất đi và chúng ta được cái mẫu chuẩn như ban đầu.